nên giấu tên cô ấy, và cũng chẳng cần biết để làm gì, miễn là ta biết chuyện của cô ấy. Cô ấy sinh, thích ăn diện, đã đỗ tú tài, không học tiếp đại học, vì lấy chồng. Vợ chồng rất yêu nhau, chồng cô ấy là công chức, tháng tháng lãnh một số lương đủ ăn xài. Nhưng ăn xài mới đủ thôi thì chưa ổn, nếu chỉ đủ thì bao nhiêu thứ hàng tràn ngập trong các chợ, trên vỉa hè Sài Gòn, gia đình, vừa đẹp vừa rẻ, vừa tiện lợi cho đời sống vật chất ai tiêu thụ cho. Cho nên cô ấy cũng xin đi làm để có dư tiền. Và cô được vào làm ở một sở của Mỹ, sở nào của Mỹ cũng có khối người Việt. Việc ít nhưng lương nhiều. Cảm ơn người bạn đồng minh tốt, cô ấy ở đó được chừng 3 tháng, thì một buổi sáng, vào sở thấy trên bàn làm việc có một phong thư ngoài bì đề tên mình. Mở bì ra, cô thấy một tập giấy đủ 100 đô la, và một bức thư, thưa cô. Tôi rất lấy làm vinh dự nếu được cô nhận lời đi chơi mát trong thành phố bằng xe hơi với tôi độ nửa giờ sau buổi làm việc chiều mai 19 tháng 4. Nếu cô đồng ý tôi xin cô nhận chút quà của tôi đính theo đây. Ký tên, một người Mỹ cùng làm trong sở mà cô có biết mặt. Đọc xong, cô không suy nghĩ lâu, gấp thư và giấy bạc bỏ vào phong bì để nguyên chỗ cũ. Buổi chiều đến sở, cô không thấy phong thư ấy. Hẳn là người Mỹ này biết cô không đồng ý nên đã lấy đi. Nhưng sáng hôm sau, là ngày 19 tháng 4, cô lại thấy chiếc phong bì trên bàn làm việc. Trong cũng có 100 đô la và bức thư vài dòng như hôm trước. Chỉ có ngày hẹn khác, ngày 20 tháng 4, vẫn tên ký của người Mỹ ấy, cũng như hôm trước, cô lại gấp tiền với thư vào phong bì, để lại ở bàn giấy. Nghĩa là cô không đồng ý cho cái anh chàng đó được vinh dự đi chơi phố với cô trong nửa giờ đồng hồ. Lại cũng như hôm trước buổi chiều cô không trông thấy chiếc phong bì ở trên bàn. Nhưng rồi đến sáng ngày 21, cô lại thấy chiếc phong bì đặt ở trước mặt. Cũng đô la và bức thư, nhưng đổi ngày hẹn là ngày 22. Cô lại không nhận lời, và cứ như vậy suốt một tuần, buổi sáng, bức thư để lại, buổi chiều, bức thư lấy đi và buổi sáng hôm sau, thư lại tới, chỉ đổi ngày hẹn thôi. Việc này, cô chẳng cho các bạn đồng sự biết, và cũng chẳng nói chuyện với chồng ở sài gòn thường cô nghe thấy nhiều người khen mỹ là lịch sự là hào phóng dễ người mỹ này lịch sự và hào phóng đây cô lại nghe nói mỹ là bạn của việt nam họ thường đi chơi với mình đối vẫn người việt họ lễ độ nhã nhặn và đứng đắn nhất là đối với phụ nữ cho nên buổi sáng thứ bảy nhận được thư cô có suy nghĩ suy nghĩ về cái con người quá xã là kiên tâm này đối với cô hàng ngày đi làm cô đạp xe đạp mất chừng 15 phút. Cô mong dành tiền sắm chiếc Honda, đi cho khỏi mất sức và mất thì giờ. Này một người Mỹ chỉ mời mình đi chơi có nửa giờ mà biếu mình 100 đô la. Hay là nhận lời quách, có làm sao, nếu sáng thứ hai, cô vẫn thấy người ấy mời đi chơi, thì cô đừng nên từ chối nữa. Cô nghĩ thế, thì quả nhiên, trên bàn làm việc, cô lại thấy chiếc phong bì. Cô đọc thư, nhận tiền, bỏ vào túi, chiều ngày thứ ba, biết là được hẹn, người Mỹ đợi cô ở cửa sở. Thấy cô ra, hắn lễ phép cúi chào, cô giơ tay ra bắt, hắn mở cửa xe, mời cô vào, rồi nhanh nhẹn, hắn mở máy, trong khi đi các đường, hắn nói chuyện, hắn hỏi thăm gia đình cô, hỏi tất cả những cảnh, những việc nhìn thấy trước mắt mà hắn chưa hiểu. Hắn nói về gia đình hắn, và hắn rất kính phục người Việt Nam, vì người Việt Nam có nhiều đức tính và rất thân thiện với người Mỹ. Giọng nói của hắn cho thấy hắn quả là lịch sự lễ độ và nhã nhặn. Hắn đưa cô đến đầu hẻm, vì nhà cô ở trong hẻm, thì vừa đúng nửa giờ. Từ giã hắn, cô giơ tay ra bắt. Hắn đứng thẳng, cúi đầu chào, như chào một người trên. Việc này bẵng đi, đến 10 hôm sau, cô ấy lại được tên Mỹ ấy mời đi chơi trong nửa giờ. Hắn hẹn ngày giờ đón cô, và cũng miếu cô 100 đô la. Nửa giờ đồng hồ nói chuyện với một người dân nước văn minh mà còn được tiếng tội gì mà không nhận thế là cô lại đi chơi với hắn và cũng vẫn nhưng thái độ cử chỉ đúng đắn như lần trước vậy là cô có dư tiền để sắm chiếc honda chồng cô hỏi tiền nào cô chỉ mỉm cười nói là đi vay năm hôm sau cô lại nhận thư và tiền của người bạn mỹ mời cô đi chơi giờ thì phải dùng tiếng bạn mới đúng rồi đến nửa tháng cô không thấy hắn mời cô đã có ý mong thì một hôm, cô nhận được phong thư, đập ngay vào mắt cô, là tập giày những 200 đô la. Hắn mời cô dùng bữa cơm thân mật với hắn ở khách sạn X, cô có nghĩ đến cái ý, tầm gửi lấn ngành. Cô từ chối bằng cách để lại phong bì ở bàn giấy. Nhưng rồi buổi chiều, chiếc phong bì thư mời ăn biến đi để rồi sáng hôm sau lại xuất hiện ở trước mặt cô. Ba lần như vậy, đến lần thứ tư, cô cho phong bì vào túi, nghĩa là cô nhận lời. Bữa tiệc chiêu đãi thật trang trọng, và vẫn những cử chỉ lời nói lễ độ và thân mật như mấy lần trước. Bốn hôm sau, cô lại được mời và cô không chối từ. Và lại một lần nữa, chả sao có bạn là người nước văn minh, mình học thêm được sự văn minh. Lại có lợi nữa, đời cô thật may mắn hơn các chị em khác. Cô sắm tivi, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, may mặc cho mình, cho chồng. Cô còn muốn có chiếc xe hơi để chủ nhật vợ chồng đi chơi với nhau giá mà đủ tiền tậu được biệt thự thì hoàn toàn sung sướng. Mười hôm sau nữa, cô ấy nhận được thư của người bạn mời ăn, nhưng lần này ăn ở nhà hắn. Có lẽ hắn cho là yêu cầu khó khăn đối với một người phụ nữ, nên hắn biếu cô những 300 đô la. Vì muốn có tiền để thỏa mãn đời sống vật chất với chồng, nên cô không từ chối người Mỹ. Bữa cơm hôm ấy cũng sang trọng không kém bữa cơm ở khách sạn. Chuyện trò còn có vẻ thân mật hơn, ăn xong, Hắn tiễn xe cho cô về nhà, rồi một lần nữa, hắn lại biếu cô 300 đô la để mời cô về nhà ăn cơm với hắn. Trong độ hơn một giờ đồng hồ, xe đón, xe đưa, chẳng mất công khó nhọc, còn được ăn ngon, được tiền nhiều, buôn gì lời bằng. Hắn thuộc tính cô thích ăn gì và không quen uống rượu mạnh, nên biết chiều ý cô và cũng chỉ dùng rượu bia. Hắn tỏ vẻ hân hoan và cảm ơn cô là tấm gương cho hắn bắt chước nay hắn bớt được mấy thứ rượu có hại cho sức khỏe lần thứ ba hắn mời cô đến nhà để ăn cơm lần này hắn khoe rằng mẹ hắn vừa gửi cho hắn một thứ nước ở bên mỹ mới chế ra chỉ cần một giọt tí xíu nhỏ vào rượu bia thì thấy có mùi thơm lạ lùng thơm đến mấy giờ đồng hồ ở cổ họng và chất men lại dịu hẳn đi cô uống bia với thứ nước ấy thì quả nhiên thấy thế thật nhưng cơm ăn xong lạ quá cô không muốn về nhà vội rõ ràng là một dục vọng của thú vật nó làm cô cồn cào không yên hẳn là tại giọt nước nhỏ vào rượu bởi vậy người bạn quý của cô đòi hỏi cô chẳng từ chối tí nào cô vào buồng ngủ của nó và cửa đóng kín lại đêm hôm ấy khi về nằm cạnh chồng cô ân hận cô xấu hổ cô nhục nhã cô muốn khóc nhưng phải cố nhìn sợ chồng biết cô càng không dám thú tội với người bạn trăm năm lần sau tên mỹ lại mời cô đến nhà chơi nhưng không phải để ăn. Nó vẫn kèm theo 300 đô la như trước. Cô hiểu là từ nay, cô biến thành đồ chơi của nó. Nó thuê hơn tiền, nghĩ vậy, nhưng cô cứ đi. Không phải đi cho nó thỏa dục vọng, mà là để mắng nó là đồ sỏ lá, đồ khốn nạn, miệng nói kính phục người Việt Nam, nhưng chính là khinh nhiệt người Việt Nam, dùng tiền, dùng thủ đoạn để cám dỗ cô, lừa đảo cô, làm hại đời cô. Cô sẽ ném trả tiền vào mặt nó, cô mắng nó thế thật, mà còn dùng nhiều lời đáo để hơn nữa để chửi rủa nó, đặng chút hết nỗi căm thù của cô đối với con quỷ dâm dục ấy. Thằng Mỹ chỉ cười, nó không cãi, nó còn mời cô xem chiếu cuốn phim nó mới quay được. Ôi trời đất ôi, thì ra cuốn phim nó đã quay lúc cô vào buồng với nó, từ lúc cô lên giường nằm đến lúc cô mặc xong quần áo. Cô la hét như điên như cuồng, cô đòi nó phải đưa cô cuốn phim để cô hủy đi. Nó không thể từ chối cô châm lửa đốt ngay trước mặt nó rồi cô về yên tâm một tháng sau cô nhận được thư của nó không kèm theo tiền cô hiểu là nó không dám bắt cô làm thú vật thư nhiều chữ hơn những thư trước thưa cô tôi sắp được về nước nên cần bán những đồ đạc để lấy tiền tôi biết rằng cô cần mua lại một thứ nên tôi viết thư này ấy là cuốn phim hôm nọ cô đã đốt cuốn cô đốt chỉ là bản in lại còn bản chính tôi vẫn giữ để đợi đến ngày tôi rời Việt Nam sẽ bán lại cho cô. Vì là cuốn duy nhất và quý giá vô cùng, nhưng lại vì đối với cô là người mà tôi mang ơn, nên tôi chỉ bán tính bằng giá rẻ, là 2.000 đô la thôi. Tôi đợi cô một tuần lễ để được nghe sự đồng ý của cô. Xin giao hẹn trước, là tôi không thể biếu không cho cô thứ quý giá này. Quá một tuần, nếu tôi không nhận được trả lời của người mà tôi giành quyền ưu tiên tức là cô thì xin cô cho phép tôi để lại cho người khác. Cùng lắm, nếu không ai có đủ tiền để lấy lại cuốn phim mà tôi bắt buộc phải cho không, thì người được tôi biếu phải là chồng cô. Kính xin cô trả lời và xin cô nhận những lời cảm ơn trước của tôi. Ký tên, đọc xong thư, ấy bàng hoàng, tái mét mặt, suýt ngã. Các bạn đồng sự tưởng cô bị cảm, vội vàng cứu chữa cho cô. Cô nghiến răng, đập chân tay nguyền rủa hết lời thằng khốn nạn cô đã nhận của nó bao nhiêu tiền, thì lần này nó đòi lại tất cả. Và thằng ở cái nước có óc con buôn, còn buôn sự đều cáng để lấy thêm 200 đô la làm lãi nữa. Mà biết đâu lại không phải là thằng khốn nạn đã buôn sự hào phóng đối với cô bằng tiền của Cục Tình báo Mỹ CIA thuê nó khai thác một loại tài liệu cần thiết. Cô nghĩ nhiều, cô lo nhiều, cô phát ấm, cô thú tội với chồng, mong chồng trả thù cho cô. Không thể đội trời chung với chung nó chồng cô tha thứ cho cô, cô chỉ đáng thương, vì mắc mưu của nó, nhưng cô không thể chịu nổi nhục, cô đã tự sát, Sài Gòn, 20 tháng 10 năm 1975, chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa